Theo một nguồn tin cho biết, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân từ viện kiểm sát nhân dân cung cấp. Theo đó, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch xét xử vụ án do thẩm phán Bùi Đức Nam, tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết. Cáo trạng thể hiện bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi live stream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của 10 cá nhân, gồm Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàng Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hân, Đinh Thị Lan, Lê Thị Dầu, Trương Thị Việt Hà. Đối với Đặng Anh Quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với Hằng trong 11 buổi live stream của Hằng, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi live stream ngày 24 tháng 12 năm 2021, Quân đã có phát ngôn với nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Đối với Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, thông báo thời gian, chủ đề livestream, chuẩn bị nội dung, sân khấu để Hằng livestream và đăng tải các bài viết của Hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của Hằng. Cũng theo cáo trạng, đối với ông Nguyễn Đình Kim, Phạm Hoàng Khang là chủ kênh YouTube tên Lan Thang Đường Phố, Huỳnh Tấn Lợi là chủ kênh YouTube tên Vlog Trúc Ngân, Võ Minh Điển là chủ kênh YouTube tên Điền Võ. Ngũ Lùng là chủ kênh youtube Bánh Mì Đây. Nguyễn Việt Anh là chủ kênh youtube tên Chuyện Đời Thường. Nguyễn Văn Việt là chủ kênh youtube tên Trai Đồng Bằng. Do hành vi chưa đủ cơ sở xử lý hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chuyển kèm tài liệu liên quan đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao để xử lý theo thẩm quyền. Đối với việc bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức tố cáo các ông bà Đặng Thị Hàng Ni, Trần Văn Sĩ, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Huỳnh Minh Hân, Trần Thị Trang, Đinh Thị Lan, và những người đăng ký quản lý sử dụng các tài khoản Facebook tên Đàm Ngọc Tuyên, Huỳnh Ngọc Thiên Hương, Xóm Nhiều Chuyện, Giác Tịnh Nhân, Maria Trần, Đinh Thu Hiền, Vô Thường, Đinh Lan và các tài khoản YouTube tên Kim Mau TV Hoàng Ngọc, Hot News, Happy Media, Biên Niên Tiểu Sử, Lan Đinh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đang điều tra để xem xét xử lý.